Xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Coi 68. Thì cũng giống như những cái video hàng tuần thôi, thì vào khoảng giữa tuần là mình cũng sẽ xuất hiện ở trong một video để có thể cập nhật cho anh em những cái diễn biến mới nhất, nóng hổi nhất đang xảy ra trên thị trường hiện tại và chúng ta đang ở giai đoạn nào, để cho anh em có thể có một cái nhìn nó bao quát hơn, nó cụ thể hơn theo từng cái nhịp đập của thị trường ha. Thì mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy cùng tiến vào video của ngay ngày hôm nay thôi. Thì như ở trên màn hình của mình, anh em cũng đã thấy được rằng là sao? Rằng là sau khi mà chúng ta đã trải qua một cái đợt tăng trưởng cực kỳ nóng anh em, thì hiện tại thì Bitcoin của chúng ta đã đi vào một cái giai đoạn điều chỉnh rồi. Và theo cá nhân quan điểm của mình thì cái giai đoạn điều chỉnh này là một cái giai đoạn cực kỳ cần thiết đối với Bitcoin. Tại vì sao? Tại vì là khi mà chúng ta tăng quá nhanh mà chúng ta không có những cái bước chậm lại, những bước điều chỉnh và tích lũy để cho cái thị trường nó trở nên nó lành mạnh hơn á, thì cái xác suất để mà nó đổ sập một cách cực kỳ bất ngờ và cực kỳ sâu thì xác suất đó nó sẽ xảy ra tương đối cao. Vì thế nên là chúng ta cần phải có một cái sự điều chỉnh lành mạnh hơn để tạo một cái tiền đề vững chắc để cho thị trường của chúng ta nó bền vững, nó đi dài hạn hơn trong tương lai. Thì theo mình đây là một cái cú điều chỉnh cần thiết đối với Bitcoin, và anh em cũng đừng có nên quá lo lắng nha. Tại vì là những cái dư địa tiếp theo, những cái dư địa phát triển tiếp theo vào cuối năm nay hoặc thậm chí là năm sau, hoặc thậm chí dài hơi hơn nữa, là những cái bước phát triển của Bitcoin trong tương lai đối với những thị trường khác thì vẫn còn rất là màu mỡ. Và theo mình thì đây chỉ là mới là sự khởi đầu mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy cùng nghĩ lại xem rằng là một cái lý do nào mà đã khiến giá Bitcoin nó điều chỉnh như vậy. Đó, thì xung quanh thị trường thì nó luôn có những cái diễn biến từ những cái lý do từ vi mô đến vĩ mô, nó ảnh hưởng tích cực tới thị trường. Mà tại sao đến ngày hôm qua nó mới có một cái cú mà đâm một cách nó mạnh như vậy đó. Thì anh em thấy trên màn hình của mình là nó đi từ khoảng tầm là gần 64.000 đô đúng không? Nó xuống còn khoảng 58 thôi. Vậy thì cái nguyên nhân đầu tiên thì chúng ta có thể kể đến chính là cái khối lượng long short ở trên những thị trường phái sinh, những thị trường tương lai đó anh em, thì nó quá là mất cân bằng đi. Tại vì đây là một cái lý do mà mình nghĩ rằng là cái lý do đầu tiên xuất hiện trong đầu mình mỗi khi mà thị trường nó thực hiện một cái cú crash như vậy. Tại vì sao? Tại vì anh em có thể thấy được rằng á, là cái tỷ lệ long short là một cái thị trường mà nó ảnh hưởng dường như là tương đối lớn đến với thị trường giao ngay của chúng ta. Bất kể khi nào á, mà một bên mà có một cái tỷ lệ nó áp đảo một cái tỷ lệ hoàn toàn như vậy thì thị trường nó sẽ có một cái cơ chế là nó sẽ tự cân bằng lại. Đó, nếu mà bên long mà long quá nhiều đó thì sẽ giảm giá, mà bên short quá nhiều thì nó sẽ có một cái cú pump bất ngờ như vậy. Đó, thì đó là một cái lý do mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em về cái lý do này. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào thử là cái khối lượng long short BTC đi. Thì để đánh giá một cái khối lượng long short á, nó nghiêng về bên nào, hẳn về bên nào, thì anh em hãy nhìn vào cái Funding Ray mình đang trình chiếu cho anh em đây. Thì anh em có thể thấy được rằng đó là ôi, một cái bức tranh rất là kinh khủng vào cái khoảng thời gian trong tuần này nè anh em. Đó, anh em thấy không? Đây. Đó, chúng ta kéo dài từ ngày 21 tháng 10 và chúng ta đối chiếu qua bên đây, là tức là trong một cái giai đoạn mà khi mà Bitcoin bắt đầu bùng nổ đó, thì anh em thấy rằng là cái tỷ lệ funding rate của chúng ta nó dường như nó đạt ngưỡng gần như là bằng cao vào cái đợt tháng 5. Và anh em thấy được rằng cái bức tranh vào tháng 5 của chúng ta ra sao? Bức tranh vào tháng 5 của chúng ta khi mà cái funding rate này nó đã quá cao rồi, thì chúng ta đã có một cú crash cực kỳ mạnh từ khoảng là đỉnh là gần 65.000 đô đúng không? Chúng ta crash về khoảng là 30.000 đô. Đó, thì anh em có cảm thấy được như mình không? Nếu mà khi mình nhìn vào cái biểu đồ này, mình cảm thấy là cái nguy hiểm của chúng ta vào thời điểm hiện tại nó đang chập chờn, nó mấp mé như vậy đó. Tại vì funding rate của chúng ta đã dường như ngang bằng với tháng 5 và thậm chí cái cột này nó còn cao hơn. Vì vậy thị trường cần phải có một cú điều chỉnh lập tức xảy ra để có thể cân bằng lại thị trường, khiến cho thị trường trở nên lành mạnh, cân bằng hơn để có thể tiếp tục có những bước tiến trong tương lai. Vì thế nên mình cũng rất là vui khi mà thị trường của chúng ta và đặc biệt là Bitcoin đã có một cái sự điều chỉnh như vậy. Và ngay lập tức anh em thấy được rằng á, là funding rate khi mà nó đang cao như vậy nè, đó, ở đây mình chỉ con chảo chuột nó hơi mờ mờ cho anh em đây, nó đang cao như vậy nè mà nó đi xuống cái mức khoảng thấp như vậy, nó nghe như vậy, đó là một cái tín hiệu cực kỳ đáng mừng đối với mình. Và mình nghĩ rằng là cũng tích cực với thị trường luôn. Tại vì nếu chúng ta chứng kiến một cái funding rate nó cứ tiếp tục nó giống một cái cây cao như thế này, thì chắc chắn rằng, mình nghĩ là chắc chắn rằng là thị trường sẽ có một cái cú đâm cực kỳ mạnh tương tự như tháng 5. Đó, và anh em có muốn điều đó hay không? Đúng không? Rồi, chúng ta hãy tiếp đến một cái thông tin tiếp theo đó. Một cái thông tin tiếp theo là mình nghĩ rằng là đây chỉ là một cái thông tin để mà hợp pháp hóa cái cú điều chỉnh ngày hôm qua mà thôi. Thì như anh em cũng đã biết á, là cái sự kiện ETF Bitcoin của chúng ta trong vài tuần qua đó thì nó đang rất là tâm điểm rồi. Nhưng khoảng 2 ngày trước thì chúng ta có hai cái quỹ họ đã nộp đơn lên SEC để họ đề xuất một cái ý tưởng về ETF Bitcoin mới. Tức là sao? Tức là cái quỹ Valkyrie này nè. Đó,
thì họ đã đề xuất một cái ETF Bitcoin rằng là chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng tương lai Bitcoin có sử dụng đòn bẩy, mà ở đây là gấp 125 lần đó anh em. Và cái quỹ thứ hai là cái quỹ Direction này nè, thì họ cũng nộp đơn lên SEC để mà họ đề xuất một cái ETF Bitcoin mới. Nhưng mà điểm đặc biệt ở đây là cái sản phẩm tương lai ETF Bitcoin của họ thì không phải là dùng để long mà dùng để short, tức là dùng để bán khống Bitcoin đó. Thì hai cái ý tưởng đột phá này đó dường như là đã mở ra cho chúng ta một cái thị trường ETF Bitcoin dựa trên hợp đồng tương lai Bitcoin mới đó. Nó tươi mới hơn, nó tươi sáng hơn, tại vì họ có những cái ý tưởng mà nó đột phá hơn đó. Thế nhưng trong ngày hôm nay đó thì đã có một cái thông tin cho rằng là SEC đã từ chối hoàn toàn hai cái đơn này, vì hiện tại đó SEC chỉ chấp nhận những cái hợp đồng tương lai ETF Bitcoin mà dựa trên sản phẩm phái sinh của sàn CME mà thôi, chứ còn những sản phẩm mà có những cái bước mới hơn, những cái bước đột phá hơn thì dường như là SEC chưa có sẵn sàng chấp nhận cho cái việc này. Và mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái tác nhân không nhỏ để có thể hợp pháp hóa cái cú điều chỉnh ngày hôm qua. Tại vì á, đối với mình cũng vậy thôi, thì anh em có thể thấy được rằng là khi mà chúng ta đang mong đợi một cái gì đó nó đã quá lâu rồi thì đột nhiên SEC lại chấp nhận ETF Bitcoin, thì cái làn sóng nó kéo theo nườm nượp như vậy, thì dĩ nhiên những cái quỹ, những cái nhà đầu tư tổ chức lớn họ cũng có những cái niềm tin về một cái sự đổi mới, đúng không? Và khi họ nộp lên những cái sự đổi mới đó thì ngay lập tức bị phủ quyết bởi SEC, thì cái điều này nó đã gây một cái tâm lý ảnh hưởng không nhỏ đến trên thị trường và khiến người ta và khiến các nhà đầu tư họ đã chốt lời đi cái phần Bitcoin của mình, vì họ nghĩ rằng là nếu mà SEC từ chối như vậy thì chắc chắn những cái đơn tiếp theo thì SEC cũng chưa sẵn sàng đâu. Và cái sự chấp thuận này của SEC chỉ là một cái sự chấp thuận tạm thời chỉ dừng ở đây mà thôi. Và cái sự chấp thuận tạm thời này nó khiến giá Bitcoin đẩy lên cỡ khoảng 67.000 đô và sau đó tụt. Thì họ sợ rằng là cái mức 67.000 đô sẽ là mức đỉnh trong năm nay và họ thực hiện cái hành động chốt lời của họ. Vì thế nên là thị trường kéo dài từ đầu tuần tới nay thì nó liên tục nó điều chỉnh và nó giảm như vậy đó. Thì mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái nguyên nhân không nhỏ để có thể hợp pháp hóa cái cú điều chỉnh của Bitcoin đây đâu. Nhưng mà chúng ta có gì thì để mình mở lại xem. Thì sáng ngày hôm nay đó anh em, ngay khi mà Bitcoin đã có một cái cú điều chỉnh như vậy thì chúng ta lại có một thêm một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là khi mình đọc vào cái thông tin này mình cực kỳ bị phấn khích luôn. Tại vì là sao? Tại vì là tổng thống của El Salvador đó thì ông đã mua 420 Bitcoin thêm để bổ sung vào cái ngân khố dự trữ của quốc gia mình. Tại sao mình lại phấn khích như vậy? Tại vì là những cái đợt trước anh em đã tìm hiểu và đã theo dõi rồi á, thì mình cũng đề cập những cái đợt mua của tổng thống El Salvador, thì ông chỉ mua có khoảng là tầm mỗi lần Bitcoin mà rớt giá điều chỉnh như vậy thì ông chỉ mua tầm khoảng 100 nè, 150 Bitcoin hoặc là 50 Bitcoin gì đó. Thì mỗi đợt mua như vậy thì cái số lượng nó đều dao động ở những cái khoảng đó mà thôi. Nhưng mà đối với cái tình trạng điều chỉnh của Bitcoin vào ngày hôm qua đó thì ông đã mua đến gần gấp 3 lần số lượng đó, mà cụ thể ở đây chính là 420 Bitcoin. Thì anh em có thể nghĩ được rằng là cái đợt mua trước đây, những cái đợt mua trước đây của ông đó thì lúc đó là Bitcoin rơi vào khoảng giá là 45.000 đô trung bình giá, đúng không? Nhưng mà cái đợt mua này 420 Bitcoin mới này thì nó rơi vào khoảng tầm là 58.000 đến 59.000 USD. Vậy thì chúng ta hãy nghĩ ra một cái bức tranh rằng là liệu tổng thống El Salvador ông có đủ đỉnh hay không mà ông đã quyết định mà mua đáy trong đợt điều chỉnh này, và cái số lượng ông mua nó lại lớn hơn nữa, lại lớn hơn gấp 3 lần những lần trước đây. Và nếu chúng ta tính tổng cái số lượng Bitcoin mà đất nước El Salvador đang nắm giữ á, thì đợt này là 420 đúng không, và tổng những đợt trước là 700, thì chúng ta cộng lại thì khoảng là 1.120 Bitcoin. Và El Salvador chưa thực hiện một lần bán bất cứ một đồng Bitcoin nào cả. Vậy thì chúng ta hãy hình dung rằng là nếu mà ông đã có một quyết định nó táo bạo như vậy vào cái thời điểm này thì chúng ta đối chiếu lên cái giá Bitcoin hiện tại đi, thì có lẽ rằng là cái mức giá 58.000 đô, 57.000 đô, 56.000 đô đã là một cái mức điều chỉnh đáy trong cái đợt điều chỉnh này rồi. Và cái hy vọng của ông thì Bitcoin sẽ có thể biến động một cách nó tăng trưởng mạnh hơn nữa vào cuối năm nay, thậm chí vào những năm tiếp theo. Đó, thì đây cũng là một cái thông tin tích cực mà mình muốn gửi đến cho anh em trong ngày hôm nay ha. Đó, vậy thì tại sao là tại vì cái đất nước El Salvador này trước đây á, khi mà họ chấp nhận Bitcoin đó, thành lập Bitcoin và họ thực hiện những cái thương vụ mua của mình đó, thì họ đã gặp phải rất nhiều những phản đối chỉ trích từ các tổ chức tài chính trên toàn cầu, cũng giống như là những người đã hoài nghi về cái việc mà một quốc gia như thế này lại áp dụng Bitcoin, lại mua Bitcoin. Họ chỉ trích rất là nhiều anh em. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể thấy rằng là với cái mức trung bình mua 700 Bitcoin của ông đó, khoảng 45.000 đô, thì tất cả bây giờ đều có lãi, đúng không? Và lãi khoảng là 23%. Đó,
và thậm chí ông còn dùng những cái khoản lợi nhuận đó để mà ông hứa hẹn rằng là tôi sẽ xây một bệnh viện thú y rất là lớn, và thậm chí ông còn khai thác Bitcoin bằng núi lửa nữa, bằng những cái nguồn năng lượng thiên nhiên có thể tái tạo và không sử dụng cái nguồn năng lượng ô nhiễm. Vậy thì dường như là những cái hành động và những cái khoản lợi nhuận của El Salvador gần đây đó đã khiến cho những cái quốc gia trên toàn thế giới họ phải ngước nhìn vào các nhà đầu tư, các nhà tổ chức tài chính lớn, họ phải đổ xô vào để họ nhìn nhận rằng là cái bước đi này là một bước đi thực hiện đúng đắn. Và một điều nữa là chúng ta thấy rằng là trong cái quá trình phát triển của El Salvador tiến tới Bitcoin đó, thì trong chính người dân của El Salvador họ cũng đã nhiều lần biểu tình, nhiều lần là lên án, và thậm chí họ còn đòi đốt cả những cái cây ATM Bitcoin tại đất nước nữa. Nhưng mà hiện tại chúng ta thấy ra sao, dường như là những cái đó đã là quá khứ rồi, và hiện tại người dân El Salvador đang rất tích cực để có thể chuyển đổi tiền mặt của mình và mua Bitcoin thay vì đổi Bitcoin ra tiền mặt để xài. Đó là cái tình trạng đang xảy ra tại đất nước El Salvador. Thì được lòng dân nữa, và cái tình trạng những quốc gia khác họ đang trông ngóng, họ đang nhìn, họ đang dõi theo các hành động của El Salvador, và họ dần dần nó biến chuyển từ cái tâm lý chỉ trích sang cái tâm lý gọi là ủng hộ. Thì anh em có thể thấy được rằng là sau này chúng ta cũng sẽ hình thành những cái hiệu ứng domino để mà có thể những cái quốc gia khác họ đi theo cái bước chân của El Salvador, và điều đó là cái điều rất tích cực đối với thị trường của chúng ta trên một cái chặng đường dài hạn ha anh em. Đó, vậy thì như ở trong video đợt trước á, mình có bảo anh em á rằng là khi mà Bitcoin nó tăng quá nhanh như vậy thì những anh em đang ôm altcoin đó, chúng ta hãy bình tĩnh thôi, tại vì trước sau gì á thì altcoin nó cũng sẽ bay lần lượt thôi. Cứ altcoin này bay, altcoin kia đứng yên thì cũng sẽ tới lượt mình để mà mình có thể tận hưởng cái cảm giác mà được bay và thiết lập ATH mới chẳng hạn. Thì trong tuần này đó anh em, chúng ta đã có rất nhiều cái đỉnh cao mới được thiết lập bởi nhiều altcoin khác nhau trên thị trường mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em trong ngày hôm nay. Thì anh em có thể thấy được rằng á, là trên màn hình của mình nè, đó chúng ta có One Harmony ha, cũng đã break ATH vào khoảng là 2 ngày trước nè, ở mức là 0.38 đô. Chúng ta có Phantom cũng đã break ATH rồi. Đó, và đặc biệt một cái đồng coin mà mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em đang trông ngóng chính là Near, cũng đã break ATH tại 13.23 đô rồi. Và chúng ta hãy chú ý một điều rằng á, là trong tất cả những altcoin này đó anh em, thì nó đều thuộc một cái xu hướng mà ở đây mình gọi chính là xu hướng phát triển hệ sinh thái ha. Thì anh em có thể thấy được rằng á, là đây Phantom, One, Near, đó tất cả đều đã bay rồi. Và những cái đồng coin khác như AVAX thì cũng đã thiết lập ATH ở một tháng trước rồi, Celo cũng vậy, Algorand cũng vậy. Đó, vậy thì đây là một cái xu hướng tâm điểm mà mình nghĩ rằng là cái cuộc đua sắp tới giữa các altcoin nó sẽ cực kỳ bùng nổ hơn nữa. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta có Near, đó một cái đồng coin ban đầu nó rất là ì ạch đúng không? Nó ì ạch. Nhưng sau đó nó tung ra một cái quỹ phát triển hệ sinh thái của nó tầm khoảng là 800 triệu đô. Thì anh em thấy được rằng là cái cú pump của nó cực kỳ mạnh, nó phá luôn cái mức ATH trước đây nó từng đạt được là khoảng 7-8 đô, nó phá lên tầm khoảng 11-12 đô, nó tụt về và tiếp tục nó phá lên nữa khoảng trên 12 đô, đúng không? Và chúng ta có những cái gương mặt mới như là Phantom thì khỏi nói rồi, một cái đồng coin mà của tỷ phú Mark Cuban đã gợi ý cho anh em vào tháng 2 thì nó cũng đã x rất là nhiều lần rồi, và chúng ta có Harmony. Vậy thì các đối thủ còn lại trong một cái bức tranh tổng quan mà đang chạy đua trong cuộc chiến phát triển hệ sinh thái của mình thì sao? Thì đầu tiên mình muốn nhấn mạnh cho anh em đó chính là cuộc chiến giữa Cardano và Binance ha. Đây, nếu mà anh em có thể nhìn vào đây, anh em thấy rằng là cái quỹ phát triển hệ sinh thái của Cardano đó dường như là nó chỉ bằng 1/10 cái quỹ phát triển hệ sinh thái của Binance Smart Chain mà thôi. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn lại đi, hai ông này giống như là hai cái kỳ phụng địch thủ của nhau vậy đó. Thì anh em thấy được vào quý 1 năm 2021 thì BNB đã vượt mặt ADA để có thể trở thành một đồng coin đứng ở vị trí số 3 đúng không? Số 3 thị trường tiền mã hóa. Và trong khoảng một tháng, và trong khoảng là từ tháng 4 trở đi đến tháng 6, tháng 7 gì đó thì ADA lại lật lại BNB. Và trong khoảng một tháng trước thì BNB lại lật lại ADA. Đó, thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái cuộc chiến của hai cái gã khổng lồ này nó không dừng lại ở đây đâu. Nếu mà nhìn vào cái quỹ phát triển hệ sinh thái này thì tiền của Binance Smart Chain có thể phần nào đó gọi là áp đảo Cardano đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào những gì mà ADA đang làm đi. Nó là một cái
cuộc bùng nổ có thể lớn hơn trong tương lai nữa, và hãy nhìn vào những gì Binance Smart Chain đang làm đi và tham vọng của họ đi, thì cái cuộc chiến sông mã giữa hai cái đồng coin này cũng là một cái cuộc chiến mà anh em có thể cân nhắc trong thời gian sắp tới ha. Tại vì sao? Tại vì là dường như là khi mà những cái đồng coin nền tảng này bay, là chúng ta thấy Near, chúng ta thấy các thế hệ mới bay, thì chắc chắn những ông lớn như ADA và Binance sẽ không có để yên đâu. Đó. Và tiếp theo chúng ta tới đồng H3 đi ha. Thì H3 là một cái đồng mà mình nghĩ rằng á là cái quỹ phát triển hệ sinh thái của họ, họ chi rất là nhiều, họ chi đậm nhất luôn. Ở đây anh em có thể thấy rằng á, thì vào cái ngày mà mình vào cái ngày mà đội ngũ mình làm cái bản báo cáo này á, thì họ chi đến là 10,7 tỷ đồng H3, nó tương đương với khoảng là 5 tỷ USD ha. Nhưng mà hiện tại á thì anh em thấy được rằng á, cái đồng coin này á nó vẫn chưa thực sự gọi là có một cái bước đột phá cực kỳ mạnh, và nó vẫn đang đi ngang thôi, nó vẫn đang đi ngang trong quá trình này thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào một cái bức tranh xa hơn, chúng ta nhìn vào một cái tầm phát triển xa hơn, thì với cái số tiền họ đổ vào đây như thế này thì cái đồng này nó sẽ ra sao? Thì mình nghĩ rằng là phía bên đội ngũ phát triển của họ và đội market maker của họ có thể vẫn đang ấp ủ một số cái kế hoạch và một cái dự định gì đó để đợi một cái thời cơ chín mùi nào đó để có thể thực hiện một cái cú tăng trưởng đột phá hơn đối với cái đồng này ha. Và chúng ta sắp đến, chúng ta cũng sẽ có một số cái đồng khác như là AVAX, Solo. Thì anh em thấy rằng đó là hai cái hệ sinh thái này nè, dường như là nó phát triển cái quỹ hệ sinh thái của nó vào cùng thời điểm với Phantom, với One, với Algorand. Nhưng mà thực sự vào thời điểm này đó thì chúng ta mới chỉ thấy sự ấn tượng hơn đến từ Phantom và One mà thôi. Còn AVAX, Solo và Algorand vẫn đang gồng mình, vẫn đang gồng mình và đang rất là chậm chạp để bò lên. Mặc dù là AVAX, Solo đã break ATH từ khoảng là tháng 8, tháng 9 rồi, nhưng mà dường như là nếu mà so vào cái bức tranh hiện tại đó thì khoảng tháng 8, tháng 9 thì chính bản thân Phantom và chính bản thân One cũng đã break ATH. Nhưng mà thật sự vào thời điểm hiện tại thì Phantom với One đã bước lên một cái tầm cao mới rồi, tức là break hai lần đó anh em. Nhưng mà đối với AVAX và Solo thì vẫn còn đang khá là gồng mình để có thể break cái ATH cũ từ hồi tháng 8 và tháng 9. Vậy thì anh em có nghĩ rằng là khi mà những cái đồng coin nền tảng thuộc thế hệ mới này, đây bộ tứ này đây, mà hai ông đã leo lên hẳn rồi, vậy thì AVAX và Solo có cam chịu để mà có thể ở lại và giữ cái mức giá ở mức hiện tại hay không? Hay là họ sẽ có những cái chiến lược để mà họ có thể thúc đẩy cái hệ sinh thái của họ phát triển hơn nữa để có thể cạnh tranh với những cái gương mặt thế hệ mới này ha. Rồi, và cuối cùng ở đây mình muốn nhấn mạnh thêm đó chính là chúng ta còn ai? Chúng ta còn Polkadot. Và cái điều này không phải là mình làm video để mình siêu cho Polkadot đâu, nhưng mà mình cảm thấy rằng là bản thân Polkadot thì sắp tới trong cỡ khoảng là tầm cuối năm nay hoặc là suốt năm 2022 đó, thì Polkadot đang chuẩn bị rất kỹ cái kế hoạch của mình để có thể bước lên, để có thể hiên ngang, để mà có thể bùng nổ hơn nữa. Và cái lý do tại sao mình lại nói như vậy thì mình muốn gửi đến cho anh em một cái thông tin. Vào sáng hôm nay đó, thì vào sáng hôm nay thì Polkadot đó, họ đã thông báo rằng là họ sẽ ra mắt một cái bộ nhận diện thương hiệu mới vào tháng 2 năm 2022. Thì cái việc mà thay đổi bộ nhận diện thương hiệu này là gì? Thì anh em biết rằng á, thì cái đồng Polkadot của chúng ta cũ thì nó sẽ có cái chữ D đúng không? Nó sẽ có cái chữ P chứ. Chữ P rồi gam màu đỏ, gam màu trắng, và thậm chí cái thương hiệu của Polkadot nó cũng có một cái gam màu như vậy, đỏ, trắng, hồng gì đó, nó rất là bắt mắt. Nhưng mà họ sẽ thay đổi cái bộ nhận diện thương hiệu này vào tháng 1 năm 2022, tức là vào đầu năm sau đó, để mà có thể dễ dàng tiếp cận với một bộ phận người dùng nó bao quát hơn, nó rộng hơn. Tại vì sao? Tại vì là vốn dĩ cái cấu trúc mà parachain và relay chain của Polkadot đó, nó rất là phức tạp đó, nên họ muốn cải tiến nó đi. Ở đây không phải là cải tiến về mặt cái hệ thống của họ nha, mà giống như kiểu là họ cải tiến về cái mặt hình ảnh của họ đó, để khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy đây là một cái nét đặc trưng vô cùng dễ hiểu của Polkadot, hoặc là nó sẽ đẹp hơn chẳng hạn đó. Thì đây là một cái bước chiến lược của họ để mà họ có thể thực thi những cái quyết định của mình, những cái chiến dịch của mình trong một cái công cuộc dài hơi vào năm 2022. Và tại sao năm 2022 và cuối năm nay mình lại rất thích Polkadot? Tại vì anh em có thể theo dõi được rằng á, là sự kiện đấu giá Parachain sẽ được công bố, đã công bố rồi và sẽ được mở vào trong cái khoảng là từ, mình nhớ không lầm là có khoảng là từ giữa tháng 11 đúng không? Từ giữa tháng 11 trở đi và xuyên suốt năm 2022 luôn. Đó, và những sự kiện đấu giá Parachain chính là một vũ khí mũi nhọn, mình hay gọi đó chính là một cái vũ khí nguyên tử của Polkadot như vậy. Đó, để có thể mà
tấn công để có thể cạnh tranh trực tiếp đối với các đối thủ nặng ký khác, những nền tảng thế hệ non trẻ và những nền tảng thế hệ đã là một cái thế lực trên thị trường rồi, như là Sol, như là Binance, ADA, hoặc là những thế lực non trẻ như mình vừa mới trình bày, như là Celo, Phantom, Avax đó, hay là Harmony của One đó. Thì dường như là Dot đang chuẩn bị rất là kỹ rồi, và ngay cả cái việc mà thay đổi bộ nhận thương hiệu nè, công bố Parachain nè, và chúng ta cũng đã có khoảng là 774 triệu USD được Gavin Good, là CEO của Polkadot, đó là ông đổ vào hệ sinh thái Polkadot để có thể phát triển thêm cái hệ sinh thái của mình, mà đặc biệt ở đây đó chính là DeFi ha. Thì anh em có thể thấy được rằng đó là cái bức tranh của Polkadot đang được xây nên một cách rất là chắc chắn, khi mà các chủ sự kiện của họ nó đều chuẩn bị được rất là kỹ để cho cái sự mà bùng nổ của họ vào cuối năm nay, hoặc thậm chí là xuyên suốt năm sau, khi mà các cuộc đấu giá Parachain diễn ra liên tục như vậy. Và để chứng minh cho cái việc mà tại sao cái cuộc đấu giá Parachain họ diễn ra xuyên suốt như vậy, thì anh em hãy để ý rằng là vào tuần trước đó, thì chúng ta có Kusama đúng không? Mình cũng đã đưa một cái thông tin cho anh em vào tuần trước rồi, đó chính là Kusama đã mở rộng hơn cái sự kiện Parachain của mình bằng cách là tổ chức đấu giá Parachain hàng tuần. Tức là trong 48 tuần tới, tuần nào chúng ta cũng có đấu giá Parachain hết, đó chính là bên Kusama. Còn đến giữa tháng 11 trở đi, chúng ta cũng sẽ có những cái sự kiện đấu giá trực tiếp bên Dot. Vậy thì anh em có thể thấy là sự kiện ngập tràn bên Dot luôn. Thay đổi thương hiệu nè, tổ chức sự kiện đấu giá Parachain nè, phát triển DeFi bằng các quỹ khuyến khích thanh khoản nè. Đó, thì chúng ta còn điều gì có thể nói được về Polkadot trong chặng đường sắp tới đây? Và mình nói ở đây không phải là mình khuyến khích anh em mua Polkadot đâu, nhưng mà mình cảm thấy được rằng là chúng ta đã có rất nhiều cái lý do để mà có thể nhìn nhận một cách trực tiếp rằng là đây sẽ là một cái cơ hội mới cho chúng ta để mà có thể tìm kiếm lợi nhuận trong một cái chặng đường dài hạn nha. Chứ ở đây mình không nói rằng là chúng ta mua đó rồi 3-4 tháng sau chúng ta xả gì đó. Ở đây là mình đang nói cho một cái quan điểm là chính bản thân mình cũng là một người đầu tư dài hạn mà, đúng không? Ok, vậy thì dường như là cái bức tranh altcoin nó cũng đã khá đầy đủ trong ngày hôm nay rồi. Thì phần cuối cùng đó, mình muốn chia sẻ cho anh em một cái điều thú vị mà đã xảy ra trong 3 ngày qua và chính mình cũng choáng nữa, đó chính là đồng Shiba Inu. Thì anh em thấy được rằng là Shiba Inu đó, thì trong ngày hôm nay đó, thì vào thời điểm hiện tại khi mà mình làm cái video này đó, thì Shiba Inu nó đã tụt xuống vị trí thứ 10 rồi, nó đã thua Dogecoin rồi. Nhưng mà vào sáng hôm nay đó thì rất may thì mình đã cap lại cái bảng tổng vốn hóa của thị trường để cho anh em có thể dễ dàng hình dung. Đây thì đã có lúc Shiba Inu nó đã đánh bại cả Polkadot và Ripple để mà nó leo lên vị trí thứ 7 rồi, đó chính là vào sáng hôm nay. Nhưng thì cái điều này nó đến từ là cái cộng đồng FOMO quá là mạnh mà thôi. Và ở đây mình cũng muốn cảnh báo cho anh em rằng là khi mà chúng ta đang có một cái xu hướng rằng là tôi thấy Shiba Inu tăng quá mạnh như vậy, tôi có lao vào mua hay không, thì ở đây thì cái câu nói của mình vẫn là không nha anh em. Tại vì cái đồng Shiba Inu này nó tăng là chỉ vì do là cái tính FOMO của cộng đồng thôi. Một nhiều người quan tâm tới nó, nhiều người đẩy giá nó và nhiều người bay vào mua nó, thì khiến giá của nó rất là cao như vậy. Và đó cũng chính là một cái chiêu trò để mà dụ những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta sập vào bẫy của các cá mập. Và đó cũng là cái cách thức mà các cá mập và các nhà tạo lập thị trường đang dụ dỗ chúng ta mà thôi. Tại vì nếu mà chúng ta xét về cái mặt các nền tảng dự án, tức là những cái động lực đứng sau dự án đó, thì Shiba Inu hoàn toàn không có một cái động lực nào cả đứng sau cái nền tảng và cái việc mà xây dựng những cái cốt lõi, những cái fundamental, những cái mà kỳ vọng đó, những cái kỳ vọng để có thể mà phục vụ cho những cái mục đích, cho những cái điều mà thiếu ở trong cái thị trường này đó, thì Shiba Inu hoàn toàn không có. Và nói tóm gọn lại là đồng coin này thì nó chỉ là một cái đồng coin bơm thổi mà thôi. Vì vậy anh em cũng nên cẩn thận khi mà chúng ta suy xét vào để mà có thể tham gia đầu tư vào cái đồng coin này. Thì tại sao mình nói là bất ngờ đó, thì anh em cũng đã thấy được rằng đó là vào đầu tuần thì khi mà Shiba Inu nó bắt đầu nó tăng trưởng như vậy đó, thì lập tức nó bị đâm một cây rất là dài luôn. Thì cái nguyên nhân đâm của nó là do là cái xu hướng meme coin đang dần dần trở lại đó, thì những cái nhà đầu tư của Shiba Inu hoặc thậm chí là đội ngũ của Shiba Inu luôn, thì họ đã đăng lên một cái dòng thông báo rằng đó là Elon Musk ông có đầu tư vào Shiba Inu hay không, họ hỏi thẳng như vậy luôn đó. Thì ngay lập tức thì ông Elon Musk này ông trả lời rằng là tôi không có đầu tư vào Shiba Inu. Hoặc thậm chí khi mà
cái twist này nó được đưa ra đó, thì những cái đồng meme coin khác như là Floki nè, Inu nè, hoặc là chó mèo gì đó, thì họ cũng nói, rằng là thế thì còn những cái đồng như là Floki này này kia thì sao. Thì Elon Musk ông mới trả lời một cách rất là thông minh rằng đó là: tôi đã nói từ đây rất là lâu rồi, tôi chỉ mua Dogecoin, Bitcoin và Ethereum mà thôi. Thì qua những cái dòng diễn giải và những cái câu trả lời của Elon Musk đó, thì chúng ta cũng đã thấy được một cái bức tranh hình dung rằng á, là Elon Musk ông chỉ yêu mỗi một mình Dogecoin mà thôi, và ông đầu tư vào Dogecoin. Thì cái điều này mình đã cũng nói trong cái video mà mình giải mã dự án về Dogecoin để cho anh em rồi. Nếu mà anh em nào chưa hiểu về cái quá trình cũng như là những cái ẩn ý sâu hơn của Elon Musk về cái đồng Dogecoin này, thì anh em có thể tìm lại cái video đó nha. Vậy thì ngay khi mà ông nói rằng là tôi không có đầu tư Shiba, thì ngay lập tức Shiba đã được một cây rất là dài luôn. Nhưng mà dường như á, cái sự kiện này và cái lời tuyên bố của Elon Musk đã không có ảnh hưởng nhiều đến cái chú Shiba này. Thì anh em thấy rằng là sau khi đâm như vậy đó, thì Shiba đã ngay lập tức bơm một cây cực kỳ mạnh vào sáng hôm nay luôn, và thậm chí còn đánh bại cả Ripple và Polkadot nữa, và Dogecoin nữa, đánh bại luôn cả cái người tiền nhiệm của mình luôn. Thì cái điều này á, nó xảy ra vào khoảng là ngày hôm qua, khi mà những cái tuyên bố đó của Elon Musk, những cái mà xảy ra xung quanh giữa Shiba đó, nói rằng là ông Elon Musk ông không có đầu tư nữa, thì các nhà đầu tư đã chốt, nó đang đâm như vậy đó, thì ngay lập tức chúng ta có một cái chú cá voi, một cái chú cá voi, thì chú cá voi Ethereum này á đã ngay lập tức đăng lên là sao, rằng là chú cá voi này đã chi đến 11,5 triệu USD để mua khoảng là 276,6 tỷ Shiba Inu. Thì anh em thấy rằng là ngay khi cái thông tin này đưa ra thì Shiba Inu liên tục lập ATH luôn. Thì tối ngày hôm qua đã lập rồi đó, tối ngày hôm qua đã lập ATH rồi, nhưng mà trong sáng hôm nay lại lập tiếp và đánh bại luôn Polkadot và XRP. Thì nhưng mà vào thời điểm mình thực hiện cái video này đó, thì Shiba Inu đã giảm nhẹ rồi đó. Thì một cái thông tin cũng khá là thú vị khác mà mình muốn đưa đến cho anh em, thì có một cái ví này, là cái ông này ông đã mua khoảng là 8.000 Shiba Inu vào tháng 8 năm 2020 mà thôi. Thì nhưng mà trong cái đợt tăng giá mới nhất của Shiba Inu vào ngày hôm qua và hôm nay đó, thì dường như là 8.000 USD của ông là đã có lúc đạt khoảng là bao nhiêu đây, đạt khoảng là 5,9 tỷ USD nha anh em. Một con số mà mình nghĩ rằng là nó không tưởng luôn á. Đó, ví dụ nó giống như là anh em bỏ khoảng là 7.000, 8.000 mua cái đồng này vào tháng 8 năm ngoái, và vào thời điểm hiện tại anh em trở thành tỷ phú đô la. Đó, và cái thời điểm mà mình vào sáng nay thì mình đã track được cái ví này á, thì nó khoảng là 5,9 tỷ. Nhưng vào thời điểm mình thực hiện cái video này á, thì giá Shiba Inu đã giảm rồi, nên cái ví này nó chỉ còn khoảng là 5 tỷ thôi. Đó, anh em thấy không? Chỉ trong vòng một buổi sáng thôi, từ 5,9 tỷ còn 5 tỷ, bay mất gần 1 tỷ USD. Đó, thì chúng ta có thể hình dung ra được rằng là cái đồng này là một cái đồng nó pump dump, nó FOMO và nó dụ dỗ những cái các nhà đầu tư như thế nào. Đó, thì mình vẫn chốt hạ một cái câu trước khi mình kết thúc cái video này là: anh em hãy cẩn thận với cái đồng Shiba Inu này, đừng nghĩ rằng nó tăng quá như vậy là chúng ta phải lao vào chúng ta mua nha, mà chúng ta hãy nghiên cứu những cái đồng nó mang lại những cái giá trị đích thực đến cho thị trường, cho những cái mục đích cao xa hơn trên toàn cầu về mặt tài chính, như là BNB nè, như là Polkadot nè, như là Ethereum và Bitcoin nữa, để xem nó như là một cái nơi lưu trữ tài sản an toàn và có giá trị thực trong tương lai, để mà chúng ta có thể chắc chắn và an toàn hơn đối với các khoản đầu tư của chúng ta. Chứ chúng ta không nên vào những cái đồng coin như thế này để rồi chúng ta phải chịu một cái rủi ro vào một ngày bất chợt mà thôi. Đó, thì mình nghĩ rằng cái video hôm nay cũng đã khá là đầy đủ rồi và cũng khá là dài rồi, nên mình cũng xin cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong video ngày hôm nay nha. Một lần nữa mình xin chào anh em và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Bye bye.